Thưa quý vị, xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp hiệu quả là một trong những nhiệm vụ được ngành khuyến nông coi trọng. Được sự khuyến khích hỗ trợ của ngành, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình khuyến nông hiệu quả, góp phần tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Vườn ca cao này mỗi năm cho sản lượng 18 tấn, với giá bán từ 5 đến 6.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ chi phí, ông Võ Văn Chính, ngụ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức lãi trên 120 triệu đồng. Trước đó, ông được Trung tâm Khuyến Nông tỉnh hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc, canh tác ca cao theo hướng hữu cơ. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm trái đáp ứng tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp đảm bảo đầu ra tốt hơn. Nông dân mà kỳ vọng nhất là cái đầu ra. Bất cứ cái gì cũng vậy, nó ổn định cái đời sống người ta mới tâm huyết ta đổ vô người ta làm. Giờ cái tuổi trẻ nó đi làm công nhân, còn lại tuổi già tôi tập huấn cũng nhiều lần, người ta muốn thay đổi cây ca cao để trồng cái đất này cho nó phù hợp. Năm 2023, mô hình trồng khổ hoa an toàn được triển khai tại huyện Đất Đỏ với 5 hộ tham gia trên diện tích 3 hectare. Tham gia mô hình, nông dân được hướng dẫn sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh và các chế phẩm sinh học giúp sản phẩm sạch, an toàn, đáp ứng yêu cầu thị trường. Như tại vườn khổ hoa 7.000 m2 này, mỗi năm ông Phan Văn Được canh tác 4 vụ và sản lượng đạt hơn 20 tấn. Sau khi trừ chi phí, ông lãi hơn 120 triệu đồng một năm. Nói chung là công việc thì tất bật, cũng phải ra vườn để rồi thăm chăm sóc tứ tăng rồi sâu bệnh. Cũng mong rằng bên các cấp chính quyền cũng quan tâm đến nông dân chúng tôi để hỗ trợ chúng tôi làm ăn cho nó thuận lợi. Hỗ trợ nông dân áp dụng những tiến bộ kỹ thuật giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, qua đó góp phần nâng cao thu nhập. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đều phê duyệt dự án nhân rộng mô hình khuyến nông và giao Trung tâm Khuyến nông chủ trì thực hiện. Từ năm 2021 đến nay, Trung tâm đã thực hiện 12 mô hình trồng trọt chăn nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng từng địa phương và thực tế nông hộ để triển khai nên có đến 80% mô hình mang lại hiệu quả cao, tiếp tục được nhân rộng. Năm 2024, Trung tâm Khuyến nông dự kiến sẽ triển khai thêm 4 mô hình.